Thôi đi sư phụ. Thôi. Chọn giá, cầm con giả cái sư phụ ơi. Dịch tới rồi anh em ơi. Làm gì vậy? Xe này vừa về xuống đây. Container 2019 đúng không? Đúng rồi. Máy dầu, phiêu sàn. Xe này chưa hết anh á, bám luôn đó. Có biển số gì đặt số 4 không chứ bộ? Hả? Xấu quá vậy. Điện số này mình ghi sao số mày? Ê, phải số 4 không kìa. Trong... Nói chung tao bán hàng nhiều năm rồi nhá. Trong cái biển số á mà nếu ấy, mà có số 0 lần trước ấy thì là đẹp nhất. Thế sao? Là gì không? Không, giờ thử coi. Cả năm chết nhưng mà cuối cùng không chết. Đâu? Ai chết chết mà không chết. Hả? Sao? Ai chết chết mà không chết. Phải. Cái này ấy là cả năm chết, chết hai lần luôn cuối cùng không bao giờ chết luôn kìa. Ồ, gọi bất tử vậy, biển số bất tử đúng không? Đúng rồi. Giới thiệu sơn dòng chạy xe này sư phụ. Trời ơi. Biển đẹp này mà cuối cùng bị chở xông vào con quỷ. Cái con 3939 mày ngon lắm nhờ, 39 nó giữ được. 39 bán gì biển số mà kia không giữ nữa thôi luôn anh. Rồi quay lại giới thiệu con này sư phụ. Đứt tay đó đứng được vô. Fortuner 2019 và đây là phiên bản lắp ráp tại Việt Nam. Đúng là anh không biết nó cờ lê đâu. Vâng, ngoài việc phân phối chính thức những dòng xe mới của Toyota và những dòng xe cũ đang hoạt dụng, không chỉ Toyota và tất cả khác thì bên mình nhé, còn thu mua tất cả các hãng xe. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu mua bán hoặc trao đổi xe cũ xe mới thì đừng quên liên hệ với phòng kinh doanh xe cũ công ty Toyota Cảng để được mình tư vấn tốt hơn về giá cũng như định giá miễn phí các dòng xe nhé. Bên mình chào bán giá là 955 triệu nhé. Nhiêu tiền nó lại coi. Cái này nhiêu tiền? Tôi nói rồi 955 triệu nha. 955 triệu hả? Bớt được nhiêu? Bắt đầu em có chắc là anh em tới cái này đưa anh cái đâu. Xe này mình sẽ thu thương lại cái giá. À, xe này dọn chưa? Chưa dọn luôn đúng không? Đúng rồi. Xe chưa dọn luôn. Rồi nha, các bạn nào chúng ta quan tâm đến chiếc xe này thì muốn biết rõ hơn thì hãy gọi điện thoại vào số phải gọi số điện thoại bên dưới để được nắm rõ hơn thông tin chi tiết rõ hơn về cái chiếc xe này nha. Rồi chào khán giả cái đi sư phụ ơi. Gặp lại tháng 8 nha.